Vâng thưa quý vị, trước mắt quý vị đây đó chính là hai huyền thoại của Honda. Bên tay trái của quý vị đó chính là chiếc Super Cup C125 và bên tay phải của quý vị đó chính là chiếc Honda Monkey. Xin quý vị trong tràng có tay thật lớn để chào đón trở lại hai huyền thoại của Honda.